Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục giải đáp và tuyên truyền pháp luật hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn đề cương giới thiệu luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính chào quý vị khán giả xem truyền hình. Thưa quý vị khán giả, ngày 19 tháng 6 năm 2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật tổ chức chính quyền địa phương. Chủ tịch nước đã ký lệnh số 05/2015 ngày 3 tháng 7 năm 2015 công bố luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Về phân định thẩm quyền giữa trung ương, địa phương và các cấp chính quyền địa phương. Đây là một điểm mới so với luật năm 2003. Luật năm 2015 đã cụ thể hóa điều 112 Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho việc phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương. Luật năm 2015 quy định các nguyên tắc phân định thẩm quyền, các trường hợp phân quyền, phân cấp, ủy quyền cụ thể như sau. Có 6 nguyên tắc về phân định thẩm quyền quy định tại điều 11. Bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất về thể chế, chính sách, chiến lược và quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực. Bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia. Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ. Phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa chính quyền địa phương các cấp với các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn lãnh thổ. Việc phân định thẩm quyền phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm của nông thôn, đô thị, hải đảo và đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. Công việc liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cùng cấp trở lên thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp trên, trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ có quy định khác. Chính quyền địa phương được bảo đảm các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn đã được phân quyền, phân cấp. Về định hướng phân quyền, phân cấp, ủy quyền. Về phân quyền, tại điều 12 của luật quy định, việc phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong các luật. Chính quyền địa phương tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được phân quyền. Về phân cấp được quy định tại điều 13, luật quy định căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện tình hình cụ thể khác ở từng địa phương, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc phân cấp phải được thực hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước thực hiện phân cấp. Về ủy quyền, điều 14 quy định. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền bằng văn bản cho Ủy ban Nhân dân cấp dưới hoặc cơ quan, tổ chức khác thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể. Về nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương và của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Luật năm 2015 có những điểm mới sau đây. Quy định nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính theo hướng chủ yếu tập trung ở cấp tỉnh, giảm dần xuống cấp huyện đến cấp xã để tránh tình trạng dồn việc về cấp cơ sở mà không tính đến khả năng đáp ứng của từng cấp chính quyền. Nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở địa bàn nông thôn tập trung thực hiện quản lý theo lãnh thổ. Ở địa bàn đô thị chú trọng thực hiện quản lý theo ngành, lĩnh vực. Luật quy định chung về nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương phải thực hiện các nhiệm vụ như tổ chức và bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật trên địa bàn, quyết định những vấn đề của địa phương trong phạm vi được phân quyền, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền quy định tại các điều 17, 24 và 31.
Luật quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân trên các lĩnh vực nhằm thể hiện rõ sự gắn kết chặt chẽ, thống nhất giữa hai thiết chế Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, hợp thành một cấp chính quyền địa phương. Theo đó, với tính chất là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương như quyết định ngân sách, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong cơ cấu chính quyền địa phương, quyết định các biện pháp bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật, các biện pháp bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, tài nguyên, môi trường, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa thông tin, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giám sát việc tuân theo hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân trên địa bàn, quy định tại các điều 19, 26 và 33. Với tính chất là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban Nhân dân các cấp có nhiệm vụ xây dựng, trình Hội đồng Nhân dân quyết định những nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân và tổ chức thực hiện các nghị quyết này sau khi được Hội đồng Nhân dân thông qua. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân còn có nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực trên địa bàn trong phạm vi được phân quyền, phân cấp, ủy quyền, quy định tại các điều 21, 28 và 35. Với tính chất là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân có nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính ở địa phương, quy định các điều 22, 29 và 36. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Chư Rút xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website đài truyền thanh chư rút.dacnong.gov.vn. Thân ái chào tạm biệt.